Kính thưa quý vị, được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon lần thứ 12 năm nay có 100 trại sinh đến từ các địa phương như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình Vì Cộng Đồng do Trung tâm BSA, Hội Doanh nghiệp Hàn Việt Nam Chất lượng Cao, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dẫn đầu LBC cùng Câu lạc bộ Đại sứ Hàn Việt cùng các doanh nghiệp chung tay tổ chức nhằm mang đến niềm vui cho các em học sinh nghèo hiếu học. Trong 4 ngày tham gia trại hè, trại sinh được tham gia nhiều hoạt động như tham quan và ngắm toàn thành phố từ tòa nhà Landmark 84, tham quan Dinh Thống Nhất, Đầm Sen, thăm nhà máy, đi xem kịch hay tham gia các chương trình trải nghiệm Em yêu khoa học. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ý nghĩa từ hoạt động này qua phóng sự ngay sau đây. Ngày 1 tháng 8, sau chuyến hành trình dài từ các địa phương lên thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon 2023. 100 trại sinh từ các địa phương là Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh nghỉ ngơi buổi trưa, nhận các đồ dùng cần thiết cho chuyến trại hè như quần áo, ba lô, giày dép. Chiều cùng ngày, đoàn trại sinh trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon có chuyến tham quan đầu tiên đến tòa nhà cao tầng nhất Việt Nam, Landmark 81. Tại đây, các em được ăn những món ngon, thức uống do mình tự chọn. Đây là lần đầu tiên con tham gia chương trình này, cũng như là lần đầu con đến tòa nhà này luôn, thì cảm thấy là nó khá là sợ hãi, nó hơi cao quá, với lại giờ đây nhìn hết nguyên thành phố luôn, nó rất là đẹp. Con suy nghĩ đến kiểu mấy cái mô hình trong những cái tựa game. Con thấy là được lên tòa nhà cao nhất, thấy là được thấy mọi cảnh quan xung quanh rất là đẹp, thấy nó nhỏ so hơn với mình đứng ở dưới mình thấy. Con về con sẽ chia sẻ với gia đình, cô chú và ông bà ngoại con. Tối cùng ngày, trong chương trình gặp gỡ giao lưu với trại sinh, những ước mơ, khát vọng đã được các nghệ sĩ là đại sứ Hàn Việt hun đúc trong tâm hồn các trại sinh. Trong đó có những trò chơi lý thú, bổ ích từ những sản phẩm nhựa của công ty nhựa Bình Minh hướng dẫn các trại sinh. Cũng trong buổi tối gặp gỡ, giao lưu với 100 trại sinh, các em có sinh nhật trong tháng 8 đã được ban tổ chức sinh nhật chung. Các em được nói lên ước mơ, mong ước của mình sau này. Đại sứ Hàn Việt có cái chữ Tí Hon nữa, tức là mình còn là đại sứ còn nhỏ tuổi, có nghĩa là mình sẽ là cái người đại diện cho Hàn Việt đến trường, đến lớp, với bạn bè và kể cả ra ngoài xã hội. Các cái sản phẩm mà các doanh nghiệp đóng góp vô để tặng cho mình, trại của chúng ta có được là do các cô chú ở các doanh nghiệp chăm lo cho mình. Và biết đâu trong cuộc đời vài năm sau mình lại gặp lại nhau những cái người bạn quý đó. Muốn là các bạn chơi hết mình, các bạn thỏa hết sức trong mấy ngày hè này, và các bạn kết nối với các bạn ở tỉnh khác, mà hy vọng là sau mấy ngày này đó là các cháu mở lòng ra, các cháu có thêm gần 100 bạn ở các tỉnh thành khác, các bạn lại có thêm niềm vui nữa. Chú nói với các bạn rằng là ngày xưa chú cũng nghèo như vậy đó. Các bạn còn hê hơn chú là được có cái cơ hội để đi dựng cái trại hè như thế này. Và chú tin rằng là dù cuộc sống của các bạn khi trở về nhà vẫn còn những khó khăn, nhưng chỉ trong 4 ngày, những cái ước mơ về tương lai của mình chắc chắn nó sẽ hình thành trong tâm trí của các bạn. Các bạn đừng có nắm tay mà quên tên cái người mà chúng ta đang nắm. Hãy nhớ tên cái người mà chúng ta có duyên gặp gỡ trong trại hè tí hon này. Mà chưa có điện thoại thì các bạn có thể hỏi địa chỉ, và sau đó thì chúng ta có thể viết thơ cho nhau. Và chú vẫn mong rằng là chúng ta đừng đánh mất đi những cái gì nó thật là ý nghĩa trong trại hè này. Tôi rất mong rằng trại hè này sẽ được dài lâu hơn nữa, để cho rất nhiều hoàn cảnh của các em được sưởi ấm, giúp cho các em vào đời với những cái niềm tin yêu vào tình cảm của con người với nhau. Tôi cũng đã từng sống trong cái hoàn cảnh giống như các em bây giờ. Do tôi cố gắng vươn lên để mà mình thành người được ngày hôm nay, tôi mong rằng các em cũng sẽ như vậy. Ngày 2 tháng 8,
đoàn trại sinh đại sứ Hàn Việt Tí Hon có cả ngày vui chơi ở công viên văn hóa Đầm Sen với nhiều trải nghiệm thú vị, bất ngờ. Tham gia trong buổi sáng tại Đầm Sen Nước với các trại sinh trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon có nghệ sĩ Tuyết Thu. Ở đây thì con được chơi các công viên như cầu tuồng, chuột xuống nước rất là vui với mấy bạn. Chơi được rất nhiều trò của chú Thịnh dẫn dắt chương trình tập thể dục buổi sáng với mọi người và chơi các trò ở công viên nước. Các em được học hỏi rất nhiều. Cái thứ nhất là vấn đề cái thời gian mà bố trí mà nghiêm túc, nghiêm khắc được cái kỹ năng sống trong quá trình cái để áp dụng cho cái cuộc sống của các cháu. Không hẳn là chỉ ở ngoài cái đợt này, nhưng các cháu đi chuyến này các cháu sẽ về trường. Các cháu có thể là trao đổi với các bạn cái cách sống của cái chuyến đi hè này tổ chức như thế này. Là nhiều cái trò chơi rất là hay, rất là bổ ích, mang tính chất tập thể để các em được thấy cái giá trị tập thể nó như thế nào. Con chơi dòng sông lười, hồ bơi, rồi cái thác nước á. À mạnh với vui lắm. Con sợ kiểu cao quá, cái sông vô trong cái thác nước đó nó tối thui luôn. Con nhìn không thấy gì hết trơn. Con xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cô chú, ban lãnh đạo, các cô chú doanh nghiệp đã cho tụi con tham gia và vui chơi một buổi hè thật là vui sướng như vậy ạ. Thu cũng khuyên các con là hãy tự tin và hãy cố gắng vượt qua những cái khó khăn trong cái bản thân trong cuộc sống của các con, bản thân trong lớp học, trong trường học. Sau này các con sẽ đi ra ngoài cuộc sống thì cái kỹ năng sống, những cái mà giao tiếp của mình, cái đó là nó rất là quan trọng. Buổi tối ngày 2 tháng 8, chương trình Trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon có hoạt động nổi bật, mang đến nhiều kiến thức thú vị cho các trại sinh. Đầu tiên là các em được giao lưu với hai anh em Sushi Đăng Khôi và Siro Khôi Nguyên. Buổi giao lưu với những bài hát vui nhộn, cùng với đó là những bài biểu diễn ảo thuật đặc sắc, khiến các trại sinh trầm trồ, thán phục. Sau đó là chương trình Em Yêu Khoa Học do các anh chị phụ trách của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Trong đó, trại sinh được tham gia nhiều trò chơi mang tính khoa học như cầu lông trong ống nghiệm, kem đánh răng con voi, khỉ con vượt kỷ ngân hà, tháp Hà Nội. Sáng ngày 3 tháng 8, hành trình của trại sinh trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon tiếp tục với hoạt động tham quan công ty gốm sứ Minh Long 1 tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, các em được thỏa sức vẽ lên trên những chiếc ly dĩa mọi ước mơ, mong muốn của mình. Những sản phẩm này sau khi được nung hoàn chỉnh sẽ được doanh nghiệp gửi về địa phương tặng các trại sinh. Đoàn của con và các đoàn của các tỉnh khác là tham gia vẽ gốm sứ. Ban đầu con vô cũng thấy mấy cô dễ đẹp, cũng không thích. Con nghĩ là mấy cô có thể là tập trung mà vẽ một cái giống như nhìn nó rất là thật. Con vẽ theo thì con cũng muốn vẽ vậy nhưng mà tài năng con không tới đó. Con mới vẽ lên cái đĩa của mình là cái chữ chạy hè năm 2023 bởi vì là con rất ấn tượng với chạy hè này. Trong ngày này, trại sinh còn đi tham quan Chinh Thống Nhất, tìm hiểu về những giá trị lịch sử đang lưu giữ nơi đây. Buổi tối cùng ngày, các em đến nhà thiếu nhi thành phố để cùng xem vở kịch Cho Tôi Một Vé Đi Tuổi Thơ. Khép lại trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon 2023 với nhiều điều động lại cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các em với rất nhiều phần thưởng, phần quà đem về nhà, chuẩn bị cho năm học mới một cách tươm tất nhất. Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng những tình bạn mới, tình cảm của ban tổ chức, các doanh nghiệp, nghệ sĩ đã dành cho các em. Sự quan tâm động viên này giúp các em thêm niềm tin, hy vọng để viết tiếp ước mơ sau này, phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn.